chiếc ở về Việt Nam, thăm đồng lúa vàng, thăm con đò chiều hoang, đường mòn quanh cô ôm chân hàng trẻ thơ, nghe gió chiều nhẹ đưa. Đến bao giờ ta được nhìn ta, ta được nhìn ta trong niềm vui phố xưa. Cô em đôi mắt ướt mang sầu chia ly, xa mừng đón anh về. Quê hương ơi, Việt Nam nước tôi mong ngày về từng phút người ơi. Quê hương tôi nằm cạnh biển khơi, xin kính chào tất cả các bác. Ở video này em xin gửi đến các bác một trong những bộ cấu hình nó thuộc dạng là đẳng cấp, tầm cỡ high-end. Thì trước mắt các bác đang là những đôi loa, là một dòng loa của Avon, nó là Avon Bombi các bác nhé, tép đỏ. Và đôi loa này tình trạng đẹp như mới từ e-căng các bác nhé, từ e-căng cho đến mọi thứ luôn, nó đẹp như mới luôn các bác. Đấy. Một đôi loa tuyển của em, và em để các bác giá là 11.500.000 không bớt các bác nhé, 11.500.000 không bớt, nó đẹp như mới luôn đó. Và đôi loa xuất sắc như vậy thì bây giờ không có nhiều đâu các bác. Những cái vành khung này nó gõ bằng búa các bác nhé, nó làm bằng thủ công bằng tay các bác, nó tôi bằng những cái thau đồng các bác nhé, bằng tay, làm thủ công bằng tay các bác. Các bác sờ có thể gần gợn. Những đôi loa rất là quý các bác, bằng thau đồng ấy các bác. Và dòng tép đỏ này thì không còn phải bàn cãi nhiều nữa, cái độ đẹp của đôi loa này nó là đẹp nhất rồi. Nó không có dòng loa Avon thì em thấy đôi này là đôi cực đẹp, khó đôi Avon nào đẹp hơn đôi này các bác. Cái thiết kế của nó rất là đẹp các bác nhé, thùng vách đẹp, bát 25. Và với những đôi loa mà nó tầm cỡ đẳng cấp high end, làm thủ công bằng tay như vậy thì làm sao nó có một đôi chữ âm ly đánh ra được chất âm nó hay thì lại rất là may mắn. Em có một con quái dị các bác nhé, nhấn mạnh là quái dị. Và bộ cấu hình này nếu bác nào mua cả bộ đôi này 18 triệu. Cả bộ đôi này 18 triệu các bác nhá. Mua lẻ thì là con âm ly này giá là 7 triệu. Đôi loa là 11 triệu 500 đó. Và giá không bớt, các bác lưu ý em không bớt. Con âm ly này nó là một trong những dòng âm ly mà khẳng định các bác luôn. Ngày xưa nó là có công nghệ Dubai này, những dòng âm ly Dubai này là một trong những thương hiệu âm thanh high end các bác nhá. Đấy ạ. Một trong những dòng âm ly nó thiết kế theo đúng cái chất high-end các bác, linh kiện rất đẳng cấp các bác nhé, linh kiện và mọi thứ. Và nó chạy bằng cái dòng sò, bằng nhôm, sò nhôm rất hiếm các bác. Đó, sò nhôm các bác nhé, có cái nhén này các bác. Dòng sò nhôm thì rất là hiếm. Nó hay hơn dòng sò nhôm Motorola rất nhiều. Thứ nhất, thứ hai là cái mạch công suất nó ấy, nó đi theo hình chữ U đấy, để đảm bảo nó vừa tản nhiệt tốt và vừa chống nhiễu tốt các bác nhé. Thiết kế rất là hay. Và nó FM108 made in USA luôn, âm ly Calibre, rất hiếm các bác, lưu rất hiếm. Rất là hiếm, bởi ngày xưa thời điểm ra mắt nó đắt hơn những dòng thiết bị Nhật xuất Mỹ rất nhiều. Nên là ngày xưa chính cái thằng Mỹ các bác nhé, nó ít có tiền để mua những dòng âm ly này. Nên là bây giờ nó hàng bãi nó ít các bác. Và con âm ly này xin để các bác giá 7 triệu. Bác nào nhanh tay thì mua được, không thì sẽ không có mà để mua các bác ạ. Và những con âm ly này thì nó đánh vào những đôi AR Avon ấy, những dòng AR cổ. Nó mềm như bún mà thật sự tiếng nó hay đến cỡ một tuột đỉnh các bác nhé. Nhấn mạnh tuột đỉnh luôn, nó khai thác hết luôn. Nó không phải, không có cái thuốc gì để mà hay hơn nữa cả. Em khẳng định luôn, các bác cứ nói đánh bằng âm ly bóng đèn, thật sự âm ly bóng đèn đánh nó tiếng nghe nhỏ lý dí à. Công nhận nó hay thật, nhưng mà để đổi lại cái hay đó nó tiếng nó quá nhỏ. Nhưng mà để mà nói khẳng định luôn, cái này để mà đánh dày dặn, tiếng rất là dày dặn, em đã được trải nghiệm rồi. Rất là dày dặn mà cái đầu tư rất là rẻ các bác nhé. Không phải nó rẻ vì là, không phải nó kém chất lượng mà nó rẻ, mà là chính vì nó không nổi tiếng nên là ít người biết đến các bác nhé, nên chúng ta mua được nó rẻ thôi. Khẳng định luôn, cái này ngày xưa thời điểm ra mắt đắt hơn bọn xuất Mỹ rất nhiều. Đó, chất âm khẳng định luôn. Nhiều bác hỏi là những dòng âm ly này chất âm đắt rẻ như vậy, 7 triệu như vậy, làm sao khai thác được hết những đôi loa như vậy. Khẳng định các bác luôn, các bác cứ trải nghiệm thực tế thì các bác biết.
Và đây là một trong những chiếc âm ly rất hiếm em muốn giới thiệu các bác. Em chẳng muốn giới thiệu bởi vì thật ra là muốn để nghe thời gian nữa các bác. Bán hàng đôi khi cũng là người chơi mà các bác. Muốn nghe để mấy hôm nữa nghe chán thì bán, nhưng mà nhà thì cũng chẳng còn hàng nữa. Quay lên các bác sơ, quay lên cho các bác tham khảo. Đó, con âm ly này thì bác nào mà có Avon với AR đánh thì khỏi nghĩ luôn các bác nha. Và bây giờ mời các bác cùng nghe thử một đoạn nhạc này đấy ạ. Tiếng bát đánh rung người, tiếng rất sâu và êm các bác nha. Đây các bác. Rất xuất sắc các bác ạ. Chiếc âm ly nặng 14 cân rưỡi các bác. Âm ly công suất khủng các bác nhé, 450W các bác nhé. Đánh muốn lòi loa các bác ạ. Tuyệt vời các bác ạ. Và bác nào muốn sở hữu bộ cấu hình 18 triệu này thì hãy nhanh tay nhắn tin hoặc gọi điện qua số điện thoại 0981193686. Em xin nhấn mạnh bộ cấu hình này không phải lúc nào cũng mua được và không phải lúc nào cũng ghép hay được như vậy. Em xin nhấn mạnh như vậy các bác nhé. Và chiếc âm ly này xin để các bác giá 7 triệu đồng, chẵn 450W, rất khủng. Mỏng như vậy nhưng rất nặng, cái nguồn nó lớn mà các bác. Cái nguồn nó chiếm diện tích gần như hết cái công âm ly rồi các bác. Đây các bác, chạy điện 120V các bác nhé, 450W. Điện 120V, đó. Made in USA các bác nhé, made in USA. Calibre mà, âm ly Mỹ cổ thì các bác biết rồi nó khủng như nào. Đánh một loa Mỹ này khỏi nghĩ luôn. Những cái đôi Avon hay AR, AR4, AR3 các bác nhé. Các bác đánh vào thì nó phê tê tái luôn các bác. Em đánh bằng Avon đã phê rồi các bác. Các bác để ý tiếng bát và tiếng tép, tiếng trung nó không thể lẫn vào đâu được. Tách bạch, sâu lắng và đặc biệt rất chi tiết. Bát đánh sâu chắc gọn. Tiếng bát cảm giác như nó có lực ở đằng sau các bác nhé. Nhiều lúc tháo những chiếc âm ly Mỹ này ra các bác, dây dợ đi loằng ngoằng các bác. Có nhìn đây, dây dợ zin đấy các bác nhé. Nó phải như vậy đấy các bác. Tất cả những khoe này nó phải màu ố vàng vàng theo năm tháng như vậy. Chiếc âm ly chưa vệ sinh, chưa thổi bụi mà nó đẹp như vậy rồi. Đẹp sắc xi 7 màu như mới luôn. Giá trị 7 triệu các bác nhanh tay không là sẽ không có các bác. Nếu giúp em, các bác nào xem được cái này thì nhanh tay. Và điều quan trọng là thật sự là quá hay các bác ạ. Không để nói điều gì nữa.
bác nào có nhu cầu lấy cả loa và âm ly hay lấy lẻ từng món thì nhắn tin cho em qua số điện thoại 098 119 3686 để được sở hữu những sản phẩm đẳng cấp này các bác nhé. Rồi xin kính chào các bác.